Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày. Thì hôm nay là vẫn là tiếp tục là cập nhật cái giá sầu riêng từ tỉnh này sang tỉnh kia cho anh chị tham khảo về cái giá ha. Thì giá thì từng kho thì nó sẽ là khác nhau nha anh chị, chứ nó cũng không có giống nhau. Thì anh chị chú ý là anh chị cố gắng xem hết cái video của mình ha. Thì video của mình thì đâu đó thì cũng khoảng đâu 6-7 phút vậy thôi chứ không có nhiều đâu. Và ở cái góc trái màn hình này thì nó có hiển thị lên những cái sản phẩm về sầu riêng anh chị. Thì anh chị nào cần thì anh chị cứ nhấp vào xem tham khảo nha. Rồi thì đầu tiên là em sẽ cập nhật tại kho Thiện Anh nha anh chị ha. Thì kho này là em thấy là phát giá cũng khá là ổn anh chị ha. Thì đối với mà hàng Thái Monthon mẫu thường anh chị, thì loại A thì ngày hôm nay là tại kho của anh Thiện Anh là phát giá là 179.000. Trái từ 1,9 kg cho đến là 5,2 kg ha. Loại B là 159.000. Còn hàng CD của mình là thương lượng anh chị. Còn ri 6 mà mẫu dễ nha, là loại A là 138.000, còn loại B là 118.000, còn loại C là thương lượng anh chị. Còn hàng Moon Sunkin á, loại A là 185.000, loại B là 165, và hàng Sáu Hữu á, loại A là 148.000, loại B là 128 ha. Còn sầu riêng chuồng bò loại A là 138.000, còn loại B là 118.000. Còn hàng Black Thorn á, loại A là 173.000, loại B là 153 ha. Thì nhìn chung cái giá mà dao động thì em thấy là cái sầu riêng Moon Sunkin là em thấy nó có lên nha anh chị ha. Còn đối với mà hàng Thái với hàng Ri 6 á thì là em thấy là nó có giảm nhẹ so với ngày hôm qua là tại kho của Thiện Anh nha anh chị. Còn một cái kho của anh Tứng vậy nè, thì ảnh này ảnh cập nhật cái giá mà lên nhóm anh chị, mà anh quên để lại cái số điện thoại, nhưng mà em thấy là anh mua cái giá cao lắm. Anh thu mua cái hàng Moon Sunkin lên đến là 197.000 lận, trái từ 1,6 kg cho đến là 3,5 kg ha. Còn loại B là 177.000, còn loại C là 97.000 đó. Thì cái nhưng mà anh không có cập nhật cái số điện thoại lên, nó thành ra là em không có cập nhật được cho anh chị ha. Rồi thì em tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái kho khác, kho của anh Trần Đại Dương nha anh chị. Thì kho của anh Trần Đại Dương ngày hôm nay hàng Thái thì nó sẽ dao động là 182.000, còn loại B là 162, còn loại C là 70 ha. Còn hàng Ri 6 là loại A là 142.000, loại B là 122 và loại C là 60. Còn số điện thoại để cho anh chị có thể là gọi được là 033 926 2262 ha. Thì kho này là phát giá là em thấy là so với ngày hôm qua là tăng hai giá nha anh chị ha. Là hàng Thái nha anh chị, là tăng hai giá đó, còn hàng Ri 6 cũng tăng hai giá luôn. Là kho của anh Trần Đại Dương là hiện tại là ảnh đang cạnh tranh về cái giá nha anh chị ha. Rồi tiếp tục là sẽ cập nhật một cái kho khác nữa. Thì cập nhật cái kho này là kho của bạn Quyền nha. Nhưng mà kho của bạn Quyền này thì mua về cái hàng mà nó dạt anh chị. Thì đối với mà hàng Ri 6 dạt thì sẽ mua là 6X solo luôn nha anh chị ha. Còn hàng Thái dạt là mua 7X. Đó, số điện thoại này thì để cho anh chị có thể là gọi được là 0707 306 372 ha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại kho của anh Tính Hải nha anh chị. Thu mua tại Cai Lại cái bè Tiền Giang nè. Thì em thấy là cái kho này thì phát giá thì cũng hơi thấp nha anh chị ha. Thì đối với sầu Thái thì sẽ mua là từ 175 cho đến là 177.000. Loại B là từ 155 cho đến 157 và hàng C của mình là thương lượng ha. Còn hàng Ri 6 á thì mẫu A là sẽ mua là 137.000, mẫu B là sẽ mua là 117 và hàng C là thương lượng ha. Số điện thoại để cho anh chị có thể là gọi được là 036 667 8696 để gặp ngay là anh Hải ha. Thì tình hình thì cũng có một số đó sẽ không kịp giảm nha anh chị ha, chứ không phải là kho nào giá nó cũng ở mức cao đâu. Như nãy là anh thấy là cái kho của anh Trần Đại Dương thì cái giá thì nó có lên khoảng đâu hai giá ha, còn những cái kho khác là anh thấy là nó có giảm nha anh chị. Thì đó là vậy. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại kho của anh Trọng Nghĩa nha. Thì kho của anh Trọng Nghĩa thì hôm nay là hàng hàng Thái thì không thấy báo giá nha, nhưng mà chỉ thấy là cái báo giá của cái hàng Ri 6 miền Tây thôi. Loại A là 140.000 nha anh chị ha, trái từ 1,9 kg cho đến là 5 kg. Còn loại B là 120, còn loại C là 70 nha anh chị ha. Còn hàng loại D của mình là thương lượng nha. Địa chỉ là tại Long Trung Cai Lại Tiền Giang nha anh chị. Số điện thoại là 096 606 1339 nha. Đó, để gặp ngay anh Trọng Nghĩa nha. Tiếp tục là sẽ cập nhật một cái kho khác nữa nha anh chị. Để em xem cái thông tin nhóm ha. Cập nhật tại kho của Gia Long 001 nha anh chị ha. Kho Gia Long 001 ngày hôm nay thì hàng Thái là không thấy phát giá nè.
Còn hàng Ri 6 thì mua là từ 143.000 loại A, loại B là 123 và loại C là 65 ha, chuồng bò là 145. Loại B là 125 và loại C là 65, 6 hũ là 150. Còn loại B là 130 và hàng C 70 ha. Còn Moon Sun King thì mua 175.000, loại B là 155 và loại C là 75. Còn hàng Balaton thì loại A là 175 và loại B là 155 và loại C là 75 nha anh chị. Số điện thoại để cho anh chị có thể là gọi được là 0767633733 để gặp ngay là chị Đào ha. Rồi thì tình hình chung là em thấy là cái giá sầu riêng của mình là chỉ có kho của anh Trần Đại Dương là lên nha anh chị ha, lên khoảng 2 giá thôi. Còn những kho khác thì đa số là giá sầu riêng mình giảm nha anh chị, giảm nhẹ. Nhưng mà như một cái video hồi sáng em có up á, trên video ngắn á, thì em nói là cái tình hình sầu riêng của mình là có giảm nhưng mà sẽ không có giảm sâu nha anh chị ha. Cái lý do đơn giản thôi là năm nay là cái nguồn cung của mình nó không có nhiều, là do nhiều bà con của mình bị thất thu á, cái lượng sầu riêng nó rất là ít luôn. Còn những cái nhà vườn mà có nhiều á, thì nó cũng không có số lượng bao nhiêu anh chị, thành ra là giảm là do cái chất lượng sầu riêng của mình á, khi mà nhập qua Trung á thì nó bị trả về đó một số đó, thành ra là nó rẻ chứ nó có giảm thôi, chứ mà thật sự là nay mai thì nó cũng sẽ lên lại thôi nha anh chị. Còn tình hình ở bên Thái Lan á, là cũng không có sầu riêng nhiều nha anh chị ha, mà cái nó cũng như mình vậy đó. Nói chung là nó cũng như mình vậy đi, thành ra là nó sẽ rất là cạnh tranh về cái giá nha anh chị. Thì bà con của mình thì cũng canh mà mua bán nha. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.